切都耶和拉合一，三要三不多邪。南无沙门多世界耶和拉合一，三要三不多邪。南无达达他多亚那亚阿拉哈的达米达摩达多。南无达达他多亚那亚阿拉哈的达米达摩达多。The unsurpassed, profound, subtle, wonderful Dharma. The thousand million aeons is difficult to encounter.Now I come to receive more within my sight and hearing. I bow to the earth on one's true natural being. Wu Zhang Zhen Zhen Wei.Attain Buddhahood by either this
this lifetime or next lifetime. Thì chúng tôi dự trương để xử cái pháp môn tịnh độ để tất cả chúng sanh có thể hoặc giác ngộ đời này hoặc là giác ngộ đời sau, đi qua thì đời sau mà cái đời này giác ngộ không kịp thì về với Phật A Di Đà để mà ngài hướng dẫn cái việc tu hành. And it's important. And we do this is very important. We consider it very important work for everyone. Cái chuyện tu hành nó quan trọng. Chúng tôi chủ trương cái gì là cái này rất quan trọng. Because we are taking care of our treasure, our buried treasure. Chúng ta tu hành để mà bảo vệ, để mà hoàn tất cái kho tàng máu của chúng ta. Because Shakyamuni Buddha came to our world to remind us. Tại vì Đức Phật Thích Ca bổn sư chúng ta đó, tới những cái chỗ này để nhắc lại chúng ta rằng to remind us that we all are endowed with that precious thing called the Buddha nature. Nhắc chúng ta rằng chúng ta tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều có sẵn có cái Phật tính ở trong đấy, một cái kho báu vô giá. The Buddha nature is priceless. It furthermore, Shakyamuni Buddha also says that, rồi hơn nữa, Đức Phật Thích Ca còn nhắc lại rằng là we all are able, we should wake up and leave suffering and attain bliss. Sau Đức Phật còn nhắc chúng ta nữa là chúng ta phải nên thức tỉnh lại và tìm cách mà thoát cái khổ và đắc cái lạc. Okay. And beside the Buddha's name, you know, doing chant tonight is two of the major ways to do that. And khi niệm Phật hoặc là luyện thiền là một trong hai cái phương pháp mà quan trọng để chúng ta được mục tiêu đó. Okay. So today we also would like to introduce all of you to the Vashya Sutra that we've been explaining the last 3 or 4 months now. And we're still on slide number 38. Và chúng tôi ngày nay muốn kết duyên với quý vị, quý vị ta đi tu, muốn kết duyên với quý vị với cái pháp tên là pháp Kim Khan. Chúng tôi đã giảng từ 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng mình giảng được có 3-4 tháng tâm. How does it relate to our practice? Nó liên quan đến cái việc tu hành chúng ta. In order for us to uncover our Buddha nature, tại vì nếu chúng ta muốn tìm ra lại cái Phật tính của chúng ta, we have to remember that the Buddha nature is already inherent in us and simply buried underneath a thick layer of undesirable things. Cái Phật tính chúng ta nó có sẵn rồi, và quý vị mỗi người chúng ta có đầy đủ hết sẵn rồi, và nó chỉ bị che lấp thôi bởi dưới một cái lớp rất là dày đặc. Okay. That thick layer of afflictions and false thinking. Cái lớp dày đó là gì? Lớp dày của vọng tưởng và lớp dày của phiền não. Okay. So in order to recover the most precious thing that we really have, and là nếu như muốn thực sự mà cái vị tin rằng là thực sự muốn tìm lại cái con tàu vô bó của chúng ta, thì chúng ta phải tìm cách mà thập xuyên qua
vơi những cái lớp dày của cái vô minh, của phiền não, của cái vọng. Then all we have to do is to diminish that thick layer, that layer of ignorance, affliction, and false thinking. And Buddhism, we recite Buddha's name and Nu Chan. Those are the two ways that we advocate to help undo that layer of ignorance. Thành cái niệm Phật hoặc là thiền là hai cái phương pháp mà chúng tôi chủ trương dùng để mà thọc qua, tập xuyên qua cái màn vô minh. Okay. How does it help? How does it work? Làm sao? Okay. Because when you recite the Buddha's name or you do chan, hoặc là làm sao nó làm được như vậy? Khi quý vị niệm Phật á, hoặc là khi quý vị thiền, okay. Then your afflictions or your attachments surface. Thì lúc đó những cái phiền não quý vị, những cái chấp trước quý vị, nó hiện ra. Okay. For example, you recite the Buddha's name, ví dụ quý vị niệm Phật, mà quý vị bỗng nhiên đáng lý phải đợi ở trong cái môi trường niệm Phật, bỗng nhiên một liên tưởng nhảy lên, nó nghĩ về cái công ơn việc làm của mình. You're supposed to be reciting Buddha's name, concentrating on that, and all of a sudden, a thought arises about work. You worry your worry surface, hoặc là những cái ưu tư mà chúng ta có cũng như nó xuất hiện ra. Those are evidences of your heavy attachments. Quý vị thấy không? Đáng lý đang niệm Phật mà cái tâm bỗng nhiên có những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng nó nhảy ra, những cái ưu tư nó nhảy ra. Đó là chứng minh rằng là chúng ta có những cái chấp trước rất là nặng nề. Those are our heavy attachments. And so the practice allows you to spot those heavy attachments. And cái tu hành đó, nó giúp quý vị là một cái cơ hội để quý vị thấy được chấp trước nặng nề của mình, những cái ưu tư cuộc đời của mình. Mình nghĩ thường ngày mình lo âu đó, mình nghĩ là chuyện thông thường đó, thì bây giờ nó hiện ra một cách rõ ràng cho mình thấy là những cái đó là nó đang làm chúng ta thiếu sáng suốt. These heavy attachments now surface to demonstrate, to prove that these worries are making us lose our clarity of mind. Okay? So the practice enables you to identify these things so that you can let go of these things. Because you can choose either to allow yourself to become, the mind to become clouded, or you can choose to clear your head. And khi thấy những cái chấp trước này, quý vị có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất, mình có thể tiếp tục lo âu, tiếp tục chấp trước vào những cái mà nó làm cho tâm mình tối tăm, hoặc mình quyết định rằng là những cái chuyện đó nó không xứng đáng, không đáng để mà làm ta thiếu sự sáng suốt. Okay? If you choose to let go of the attachments, then you are undoing another layer of the ignorance that prevents you from accessing the Buddha nature. And nếu quý vị có quyết định rằng muốn xả những cái chấp trước, thì quý vị lúc đó quý vị đang gọt thêm một cái lớp không vô minh mà khiến chúng ta không thấy được cái Phật tính. So the cultivation is basically a gradual process of eliminating these multiple layers of ignorance that prevent us from accessing our true treasure. Thành ra cái tu hành là một cái phương pháp
rất hữu hiệu để chúng ta có thể gọt bỏ từng cái lớp của cái vô minh mà khiến chúng ta không thể nào thấy được cái Phật tánh. Okay. Because let me assure you, once you see your Buddha nature, và một khi cam đoan cái việc, một khi cái việc thấy được cái Phật tánh cái việc, okay, I assure you at that point in time, lúc đó tôi xin quả quyết với quý vị rằng, you look back, all the attachments you have until then, quý vị nhìn ngược lại cho tất cả những cái quý vị quan trọng với cuộc đời quý vị đó. That means, that includes your house, những cái như nhà cửa, your cars, xe cộ, your children, okay, con cái, your possessions, những cái của cải, your family, gia đình, as not as important, and not as valuable as you think it is. It is pales in comparison to the treasure you have in that Buddha nature. Những cái gì rất quan trọng cái gì đó. Cái gì nhìn lại so sánh với cái Phật tánh của cái gì lúc đó cái gì thấy được ấy. Cái gì thấy rằng là nó xứng đáng thế nào. That's why the Buddha says we have such a wonderful treasure and we should try to recover. Bởi vì Đức Phật mới dạy rằng tất cả chúng ta sẵn có một cái kho tàng vô báu, vô giá mà chúng ta nên tìm. When you find that Buddha nature, lúc đó, lúc mà quý vị thiêu sự mà tìm nó được cái kho tàng của Phật tính mình rồi, then you become so rich, quý vị giàu có không thể tưởng được. Then you can afford to go back. Quý vị có thể quay lại. You can afford to help your family, you help your loved one, help anyone that you feel like. Nói cái gì thừa sức và thừa cái phước báo để có thể giúp những người thương yêu nhất của mình, những bất cứ những người nào, những chúng sanh nào chúng ta muốn giúp đều có thể có khả năng giúp được. And that is the meaning of cultivation. Đây là ý nghĩa của cái tu hành. Okay. And the Vajra Sutra that we're discussing today, and that's probably all the time we have, since I want to open the floor to a lot of questions. Cái kinh Kim Cang là một cái pháp môn mà nó dạy chúng ta làm sao mà gọt bỏ những cái chấp trước. So the Vajra Sutra, just I want to introduce it to you, this concept of Vajra Sutra, because it's one of the most important Dhamma doors in Buddhism that enables you to systematically undo all those layers of attachments much more effectively than, let's say, many more Dhamma and most other Dhamma doors. And now, cái pháp kinh can này là những cái pháp môn mà nó giúp cho quý vị có một cái phương pháp để mà gọt bỏ xả bỏ những cái chấp trước này để quý vị có thể thấy được cái thực tánh của mình. Okay, this is one of the most famous Dhamma words, very popular within Buddhism as well as outside Buddhism. Cái kim cang này, cái pháp kim cang này, một cái pháp môn rất là nổi tiếng trong nội tông Phật giáo và ngay ngoài Phật giáo cũng rất nổi tiếng. Because the principles contained within this Dhamma door here is are very very profound. Những cái giáo lý mà được nằm trong cái kinh này nó rất là sâu xa, and it's limitless, vô tận, ý nghĩa nó vô tận. And that's why I thought I would introduce this concept to you so that we plant some seeds for you. Mới ngày nay tôi muốn dùng cơ hội này để giới thiệu quý vị cái quan niệm đó là kinh Kim Cang để giúp cái gì trồng những chủng tử, so that to help you plant these seeds and eventually
will facilitate your uncovering the lineage để trong cái chủng tử để giúp quý vị trong tương lai khi mà chủng tử nó thành tựu cái chính thì quý vị có thể thấy được cái Phật tánh của mình. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. I was wondering how do you practice the Vajra Sutra as a Dharma Dora? You want to see your Buddha nature right away, right? Why wait? That's a good question. Bây giờ nói về cái Phật tánh, mình muốn thấy Phật tánh thì làm sao để mà dùng cái kinh Kim Cang này để mà thấy Phật tánh. You go through the sutra is wonderful in that it points out where our attachments are. Cái kinh này nó quan trọng tại vì nó nêu ra một cách rõ ràng, mô tả một cách rõ ràng cho quý vị thấy là những cái chấp trước mà những cái loại chấp trước mà khiến chúng ta không thể nào thấy được cái Phật tánh. It points out, it identifies the types of attachments that that prevent us from realizing our or from seeing our Buddha nature. Okay. So as you go through this, as we go through explaining the sutra, you will learn to identify these types of attachments so that if you can let go of these attachments, then you're closer to seeing the Buddha nature. Thế nào, khi mà qua, khi mà nghe những kinh này, kinh Kim Cang này, thì quý vị nghe những cái giáo lý, nghe cái sự mô tả của những cái loại chấp trước, những cái loại vô minh chúng ta có, mà tôn trọng ấy, nghĩ là không ngờ đó là vô minh, đó là tai hại cho mình. Mà thấy được như vậy, thì mà có thể xả những chấp trước đó, thì quý vị càng tới gần hơn vào cái Phật tánh của mình. Okay, any other questions? Did I see that? My Buddha nature. If I see my Buddha nature, nếu tôi thấy được cái Phật tánh của tôi đó, okay. How is it important to you? Nếu hỏi tôi như vậy, nếu hỏi tôi thấy Phật tánh của tôi rồi, thì cái đó nó liên quan gì tới, nó quan trọng gì tới với quý vị? Motivation. Như vậy thì có what's motivation it means? Where's my translator? She's gone too. I have a Chinese translator and I lost a Vietnamese translator. Motivation. Khuyến khích, đúng không? Khuyến khích. So it has motivational purposes. Okay. Now, absolutely. What you want to do is, in terms of motivations, is that you want to find a way to get there quickly, to see your Buddha nature quickly, to uncover your treasures quickly. Có cái khuyến khích để quý vị tìm được con đường và tìm được cái Phật tánh, cái kho tàng vô giá của quý vị cần sớm hơn tốt. Now I can assure you that if you follow my instructions, you too will uncover your Buddha nature. And anyway, thì tôi có thể nói quý vị, nếu quý vị mà thật lòng tin tôi, tin cái lời hướng dẫn của tôi, thì quý vị cũng sẽ thấy được cái Phật tánh. Okay. It doesn't matter whether I see my Buddha nature or not, but I can assure you that the path that we leading you here is a path that will uncover your Buddha nature, as many others have done so. And cái con đường mà qua cái kinh Kim Cang này là con đường mà nhiều người đã từng thấy cái Phật tánh. Okay, does it answer your question, or are you still unhappy? So the answer is yes.
The answer is maybe. Câu trả lời là câu hỏi là thấy chưa, thì nói có thể thấy rồi. Why is that? Tại sao phải trả lời như vậy? Here's why the answer cannot be, I think you cannot give a straight answer. Thường thường người ta hỏi tôi, học trò thích tới hỏi tôi, tại tôi trả lời rất là thẳng thắn. Hỏi như tôi nói này, mấy ngày hôm nay có một người tới lần đầu tiên hỏi tôi trả lời thẳng thắn không được. My practice is to give you straight answers, to shoot straight. I'm a straight shooter. And so this is the one of the few times where I cannot give you a straight answer, because if I do, it will be misleading. Tại vì nếu tôi trả lời thẳng thắn thì cái gì thì nó tạo sự hiểu lầm. Okay, hiểu lầm chỗ nào? Number one. We have the impression and boasting. Thứ nhất là quý vị hiểu lầm là tôi đang khoe khoang. Okay. Suppose if I see my Buddha nature, I say yes, I see it, I saw it, then I'm bragging. There's potential. You possibly think I'm bragging about it. Nếu mà tôi thực sự tôi thấy được cái Phật tánh tôi rồi, tôi nói tôi thấy rồi, thì mà tôi nói tôi sức xác nhận như vậy thì có người sẽ nói là ông thầy này ông khoe khoang. Chuyện thứ nhất. When you're a teacher, the last thing you want to do is to come across as boasting about your knowledge. When they tell you, come by your quiet quiet, you should be really good. Okay, how do I get here? Number two, you think you want to see the Buddha nature. Okay, can you tell you if I bend it? Okay, let me give you a hint of what it's like. Yeah, can you tell if I bend it? When you see the Buddha nature, when it's time for you to see that Buddha nature, thì mình thấy Phật tánh rồi, okay? Then, at that point in time, at that time, you see that there's nothing there. Khi quý vị thấy Phật tánh rồi, thì quý vị sẽ thấy là không có gì hết, hoàn toàn không có gì, there's nothing there. Can you picture that? Quý vị có thể tưởng tượng được như vậy không? Because right now, in your mind, everything that you can think of has a description. Tại vì hiện bây giờ, tất cả những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được đó, nó có một cái hình tướng, nó có một cái nó có thể được mô tả. Am I correct? Right? In any all of your minds right now, I'm pointing all of you right now, whatever you can think of, it can be destroyed. Okay. À, vì tôi nói tất cả những cái gì mà quý vị có thể tưởng tượng được bây giờ đó, có thể mô tả nó được. Đúng không? Am I correct? Anyone disagrees? Raise your hand, please. Cái người nào không đồng ý với tôi như được không? Bất cứ gì quý vị nghĩ được đều có thể có một cái mục đích có thể được mô tả. Right? Agree? Anything you can think of has its description. Đúng không? However, when you see a Buddha nature, it cannot be described. Khi quý vị thấy cái Phật tánh, nó không thể nào diễn tả được. At that point, why? Because there's nothing there. Không có gì đó. And is everything there? Nó vừa không có, và nó cũng là có hết tất cả. Sounds confusing? Thầy có hiểu không? Nó có, mà nó cùng đồng thời cũng không có. It's called double talk in Buddhism. Nó nói hai miệng. Nói bên hai môi, bên Phật giáo. Okay, có và không có. It's there and yet it's not. So
And if you say, I see my Buddha in nature, is it there or is it there? Là khi mình thấy Phật tánh rồi, người ta hỏi mình thấy Phật tánh rồi thì mình thì cái người mình tự hỏi mình cái Phật tánh qua được nó có hay là nó không có, mình trả lời thế nào bây giờ? How you answer that? Part-time Buddha. Huh? What? Part-time Buddha. Part-time Buddha. Hmm. Okay. So therefore, the answer is that because there's nothing there. Okay. Then once you see the Buddha nature, you never tell anyone you see the Buddha nature. Because if you do, then you haven't seen the Buddha nature. Does that make sense to you? Tại vì nó không có thể mô tả được. Những người khi cái người mà thấy được cái Phật tánh của mình á, cái người đó thấy không có gì hết á. Thành khi mà sao trả lời người ta bây giờ, ta hỏi mình thấy Phật tánh chưa? Nói, nhưng mà nói có, thì cái người mà nói có, tôi đã thấy Phật tánh rồi á, thì cái người đó chưa thấy Phật tánh. You see, if I tell you, I saw that my Buddha nature, and the Buddha nature is zilch, is nothing there. Thì I'm lying. Nhưng mà tôi đừng có lao. Đúng không? Nếu thấy Phật tánh á, cái Phật tánh không có gì, làm sao nói được thấy ra được? If it's nothing in the Buddha nature, how can you say you see the Buddha nature? That's why you can't answer the question. Bây giờ tôi tự tránh đi, tự trả lời tránh trả lời được, tại vì không thể nào trả lời được. Okay. Any questions? Any other questions? I go come. Yes. He says that when you see the Buddha nature, then you see it and you can't express it. There are things so precious that's beyond description. Có những cái mà nó quý quá, nó vô giá, nó độ không thể nào đi diễn tả được. Vì vậy nó gọi là vô giá. It's priceless because it cannot be described. Okay. Any other question? I don't know if you have enough. Seeing the Buddha nature refers to the ability to certify to first ground Bodhisattva or higher. Nói cho rõ ràng, tại vì có những cái phần mà có thể mô tả được. Nếu mình nói về cái Phật tánh thì không thể nào mô tả được. Để có thể mô tả cái cảnh giới của cái người đạt Phật tánh. Thành câu hỏi. Câu hỏi không trả lời câu hỏi đó được, tại vì câu hỏi đó không trả lời được như được, có thể những câu hỏi khác có thể trả lời được như câu hỏi vừa rồi đó. Thì cái người mà thấy Phật tánh là con người ra sao? Ok. Cái người thấy Phật tánh chỉ có người đã biết thôi. Như đều nói về cái tổng quát, cái người thấy Phật tánh có những cái trình độ. So to see the Buddha nature as it refers to different levels. To see the Buddha nature refers to you have to be first ground Bodhisattva. Là những người mà thấy Phật tánh, những người rất nhiều người thấy Phật tánh. Những người thấy Phật tánh có thể là người xuất gia, có thể người tại gia. For example, there are a lot of people who have seen the Buddha nature already,
OK? Có rất nhiều người tôi biết đã thấy được Phật tánh rồi. I know a lot of people who have seen the Buddha nature. OK? They're both left home people as well as lay people. Họ trong hàng người xuất gia cũng như trong hàng người tại gia. OK? Many of them are here in this country. Có rất nhiều người ở xứ Mỹ Quốc này. OK? And these people here belong to a class of people, of cultivators. Đây là những người tu hành. Okay. Mà họ đã chứng đắc được sơ địa hoặc là cao hơn. And they certify to first round Bodhisattva or Hamlet. Quite a good number of them in this country, quite a few. Okay. So we're very fortunate that I'm not fond of it, but we do know it. And for why? So the answer to the question is this suffering of the ignorance and all of it or some of it? This is the question that comes from someone who only reads from the books. Like, oh, my, một người chỉ đọc sách thôi, không hiểu cái ý nghĩa của mấy cái đó. They don't know that what the books really mean. But cái Phật giáo, kinh Phật giáo này mô tả những trường hợp như vậy, nhưng đều họ không cố ý là không nói rõ cái sự liên can giữa những cái liên hệ với nhau. Thành ra cái câu hỏi này nó là dành cho những người chỉ đọc sách thôi, không hiểu được câu hỏi, cái ý nghĩa của câu hỏi này. So the question is from someone who only reads from the books, who doesn't really quite understand what she's asking about either. Okay, but that's okay. That's okay. That's why you need to have a teacher to guide you to through these steps. Thành ra, cái nó không quan trọng là quý vị cần gặp một người minh sư để hướng dẫn quý vị qua cái con đường để mà đoạn những cái cảnh giới này và thấy được cái thực tánh. And then your clear eyes, bright eyes advisor, could know advisor will be able to guide you and enables you to see the Buddha nature. Okay? Any other questions? I know what you have now. Yes. Dạ bạch thầy, chư vị thiền sư, có vị thì nói là kiếm tánh khởi tu, có vị nói là kiếm tánh thành Phật. Như vậy hai câu này có liên quan với nhau hay không? Kiếm tánh khởi tu và bắt đầu tu. Okay. Another question. There are some Chan masters who say, you see the Buddha nature and then you begin to cultivate. And other Chan masters say, see the Buddha nature and certify to Buddhahood. So what's the difference? I don't know. You shouldn't ask too many hard questions. Can we wait until we do the Chan and then ask this question? Okay, does anyone know? I need help. Here again, it refers to some very often misunderstood concepts about Chan and Buddhism. Đây là câu hỏi nêu ra rất là hay. Tại vì câu hỏi này là rất nhiều người có sự hiểu lầm, thành đọc sách mà không miếng sách không rõ ràng. I hesitate to explain it to you because if I do, other people will also imitate my explanation, and then more people will be misled. Nhiều khi là cái Phật giáo nó sâu xa như thế, thành ra cái chữ đó, cái ngôn ngữ đó, nó không thể nào diễn tả một cách rõ ràng được ý nghĩa của Phật. Cái Phật bên Phật pháp là cái gì?
trong cái lời mật, trong cái chữ chữ nghĩa. In Buddhism, you need to practice, you need to put it into practice so that you yourself understand the meaning behind the words. Okay? So, for the people, there are a lot of people who research extensively. For example, Thomas's teachers and colleagues. Có những người nghiên cứu về Phật pháp rất rõ ràng. Chẳng hạn như những cái vị giáo sư trong trường đại học, like the professors at universities, is very very well versed in the concepts and the terminology. Họ hiểu những cái danh từ, họ hiểu những cái giáo lý rất rõ ràng về Phật giáo. But they do not understand the meaning behind the words. Như là họ chưa thấu đạt được ý nghĩa của những cái chữ nghĩa. For example, ví dụ, and only for the academians where Thomas comes from, is he see yourself academian or what? I don't really identify with that label too much to begin with. But, there is a concept where you need it everywhere. Thì hàm như mình tại vì câu hỏi tôi mình muốn nói nói rộng là khi nào mình okay mình thoải mái đi. I think it's okay to relax a little bit because if I reveal a little bit of secret, it's okay too because people will awaken to the fact that there's more to it than simply reading books, but on Buddhism. Mình nói rộng ràng thì để ta hiểu rõ hơn về cái quan niệm về Phật giáo. There's a concept where see the Buddha in nature and become a Buddha. Hầu như kiến ấn thành Phật là một cái câu mà rất thông dụng. And yet no one quite understands. Most people don't quite understand what it means. Nhiều một cái câu nó là giảng gì như vậy, nhất bên thiền đâu nó là kiến tấn thành Phật, mà thiệt ra rất ít người hiểu ý nghĩa là sao. Only the people who are enlightened understand what it means. And those who are not enlightened yet, they don't know what it means. Những cái người mà giác ngộ rồi á, những người thấy được cái thành cái kiến, thấy cái Phật tính rồi, hiểu ý nghĩa là cái gì. Những cái người chưa thấy được á, không hiểu được cái gì hết. Thành những cái người mà chưa thấy được á, cái câu nó quá cô đọng, thành ra ít người hiểu được, thành ra những cái người không hiểu được mà bị chuyển ra thì nó lộ ra ngay lập tức. So those people who haven't seen the Buddha nature of that yet, they try to explain that and they reveal that they reveal their the flaw, they reveal that they haven't quite seen it yet. Okay. Cái ý nghĩa của cái kiến tấn thành Phật có nghĩa rằng khi vị thấy được cái Phật tánh thì lúc đó quý vị thấy được Phật. It means that if you see the Buddha nature, then you see the Buddha. What is the Buddha? Phật là gì? You see the truth. It's the first time in your life where you are able to have a glimpse of the truth that you weren't able to see before. Đây là lần đầu tiên mà quý vị nhìn thấy được cái sự thật mà trước đó quý vị chưa thấy được, có thể nào thấy được. Thì lúc đó, at that point in time, you become a Buddha, quý vị thành Phật. Thành Phật nghĩa là sao? What does it mean becoming a Buddha? You become true. Cái gì? Thành chân thật. Cái Phật đó có nghĩa chân thật. Mình trở về lại với sự thật. You are reunited with your true self.
It's not meant to be to say that, oh, you become a big shot. Người ta đọc từ người ta đọc cái câu đó có nghĩa là nói kim thân thành Phật, có nghĩa là bỗng nhiên mình thành một cái người rất quan trọng, một người tên là Phật, một người đó là rất là cao quý. Không phải như vậy, ý nghĩa có nghĩa là quý vị trở thành chân thật. It really means you become true. You no longer pursue the false. Quý vị thấy được cái sự thật, thì quý vị không thèm chạy theo cái giả nữa. You no longer pursue the false. That's what it means. You are pursuing the false. Quý vị đang chạy theo cái giả mà không biết. You pursue. Quý vị đang chạy gì? You pursue after money. Chạy theo tiền. You pursue after love. Chạy theo tình thương. You pursue after sex. Quý vị chạy theo cái tình dục. You pursue after food. Chạy theo đồ ăn. You pursue after sleep. All those are false. They confuse you. Những cái đó nó làm quý vị bị tối tâm, mà quý vị không biết. Khi quý vị thấy cái Phật tánh rồi, when you see your Buddha nature, you see the truth. Therefore, you are no longer confused by all those things. Khi quý vị thấy Phật tánh rồi, thì làm sao quý vị thấy sự thật rồi? Thì làm sao quý vị còn có thể bị cái giả nó che mắt quý vị được? Đó là ý nghĩa của thành Phật. That is the true meaning. Becoming a Buddha in that phrase. I bet you no one ever explained it to you before, like any books. The cảm quan quý vị cũng không có sách nào giảng quý vị như vậy. Any other question? Không có gì khác nữa không? So that's about seeing the Buddha nature, seeing the nature and becoming a Buddha. Đó, cái phần cuối câu, kiến tánh thành Phật, ý nghĩa là như vậy đó. Okay. Là mình thấy mình trở thành chân thật. You become true. Okay. In other words, when you become true, actually you are able to access your priceless Buddha nature. Lúc quý vị thành chân thật như vậy, là quý vị có cái khả năng để tìm được cái Phật tính vô báo của mình, vô giá của mình. Okay. And therefore, you are it's easier for you to undo the rest of your temptation. Thành ra lúc quý vị tới cái cảnh giới đó, thì cái gì, những cái mà chấp trước cái gì có, okay, lúc quý vị bắt đầu gỡ một cách dễ dàng hơn. At that point in time, you're able to undo your attachments more easily than before. And that is meant by seeing the Buddha. Có phần trước là gì đó, khởi tu đó, kiến cánh khởi tu. Okay, so see the Buddha, see your nature, and begin to cultivate. That's the meaning of the second phrase. Đó là ý nghĩa của câu thứ gì? Là một khi quý vị thấy cái Phật tánh rồi, thì khởi tu. When you see the Buddha nature, you begin to cultivate. What does it mean? Okay, you only begin to see a glimpse of the truth. Quý vị thấy mới bắt đầu thấy sự thật thôi. Okay, như là cái tạp khí nó còn nhiều, but your habit energy is still a lot of them. It's just like this. Ví dụ, cho quý vị ví dụ như vậy. Tại sao phải khởi tu? Why you need to begin to cultivate? Okay, it's like
Let's say the Buddha nature is like this mouse in hand, những cái phần tánh quý vị là giống như cái con mouse này. Okay? Nó bị dơ. There's like a mouse is covered by dust. Okay? Khi quý vị kiếm hắn thành Phật, when you see the Buddha nature and certify and become a Buddha, actually what happens is you clean up this corner of the mouse. They will kiếm hắn thành Phật. Okay? You cultivate, when you get to the point, you see the Buddha nature, the first time you see it, you see the mouse. The rest is covered by dust. Okay? This is all you see at that point in time. Lúc quý vị tu, trước khi mà tới đó, quý vị không thấy được cái con chuột này. Vì quý vị tu đúng phương pháp, thì quý vị bắt đầu thấy được cái góc của con chuột này. Okay? Đó là lần đầu tiên. This is the first time. You see the truth. Thế đó, khi mà thấy cái này rồi á, mình biết cái này nó vô giá rồi, mình làm cái gì? Mình làm lơ được á. Once you see this is priceless thing, are you gonna let go? Mình bỏ không? You go back to whatever you were confused over before. Thấy cái con tàn này rồi, quý vị có thể đương nhiên quay lưng bỏ đi được không? No time. Then you become greedy for more, right? And that's when you begin to cultivate. Tôi làm gì? Tôi xin tên thai xin. Tôi nghe tất cả con tàn của mình. Đấy là con tàn mình hiếm có. Đó là khởi thức. That is the beginning of cultivation. Because then, if you realize this is the most precious thing you can have in your entire life, lúc đó, quý vị thấy rằng, mới hiểu rằng cái kho tàng này là cái mà quý báu nhất quý vị có thể có được, thì đương nhiên lúc đó quý vị không còn muốn làm gì nữa hết ngoài ra khám phá hết tất cả con tàng của mình. That's when you realize that you devote your life to make sure you uncover the rest of your treasure. That is cultivation. Begin cultivation. Được chưa? Thế thì như vậy có phải là theo trong sách Câu Đọc nói về tiền với đốn không? Tức là thấy một lần trọn vẹn, rồi cái kia là thấy từ từ. Not quite. No, có nhiều khía cạnh mình nói nha, mình cảm thấy hơi khó. It's many aspects of the question. The question is, what about sudden and gradual? And the two kinds of sudden and gradual. Có hai cái loại tiền mình nói. Thành bởi vì cái phật pháp nguy hiểm đó. Bởi vì cái người mà đọc sách, người ta không hiểu được. Thành ra mấy tổ sư cố ý mà giảng kinh mà giảng pháp mà giảng. Giảm như vậy thôi, chỉ nói như vậy thôi, mà tìm mà đốn thôi. Để những cái người mà thiệt sự chưa tìm mà cũng chưa đốn, lúc mà giảm những cái đó, mà giảm thằng bậy thằng bạ, người đó sẽ cười được hà. Xạo dễ sợ. Tại vì mấy người tổ sư thích cười với nhau thôi. Rồi quý vị không biết, quý vị nghe, ô thầy mà này giảm hay. Gradual and sudden has a different meanings. The reason that the patriarchs don't explain this in great details is because one of the reasons is that to see the many fake teachers who don't understand, but they try to explain it, and what the way they explain it reveal their stupidity. That's why a lot of even though the Chan teachings are extensive, is nowhere near that the way it should be. Mặc dù những sách thiền trong Phật giáo đây rất là nhiều, quý vị có thể đọc hết tất cả cuốn sách đó, mà cũng có chỗ nào nó giảm nghĩa như lỗ đối với điều như vậy. It's nothing is going to explain to you gradual and sudden like the way it is. Okay, là khác những người mà không biết về điều mới đối với sách. Let me explain gradual and sudden in generality for the people who don't know.
It is believed that ritual is that you cultivate until you become like Kelly Kwame to the need to move the root. Gradual meaning you progress gradually to the goal. Okay? Not a thing. Gradual means it's step by step. The move. Okay? Sudden means you leap. Go, you know, you nhảy cò cò. Okay? Nhảy băng cò. Okay? So that's what it means. Như vậy, tại sao có điểm, tại sao có tiệm, sao có đốm? So why is it they're gradual, why is it they're sudden? Okay. Again, I'm not sure I should explain this too much to you, but time is running out. So maybe we could postpone it until next year. Thì giờ sắp hết rồi. Chắc là mình sang năm mình giải tiếp được không? You have to come back next year. Okay? This is important. Trust me, it's worth coming back next year. Cam đoan cái gì sang năm kia việc trở lại cũng xứng đáng lắm á. Because it's not clearly explained in all the books I've read. Tôi đọc cuốn sách nào mà dạng để chuyện tiền mà đúng đúng như vậy. Okay, let me explain this to you. Probably bây giờ kể. Ngày xưa đi ha, mình nói sẽ sang năm cái gì trở lại thì mình còn nói nhiều hơn. So I don't want to leave you suspended for a year. So I explain it to you, okay? Được không? Or would you rather come back next year? Hay là muốn sang năm trở lại? Here's what happened. Truthfully, there's no certain truth happen. Nhưng có đúng, mà chỉ có tiền. It's only gradual. When you think about it, những cái gì thực sự mình nghĩ, chỉ có tiền thôi, không có đúng. Think about it. Logically, suy nghĩ lại cho coi. Đúng không? Mình muốn đi từ chỗ này đến chỗ khác, mình phải bước. Đúng không? The natural process getting to somewhere is by taking steps. Right? That's the basis of getting somewhere. Muốn đến ở đâu á, mình phải đi. Mình dùng công mà đi. Okay? So the process is gradual. Thì tất cả những gì mình làm á, đều vừa gọi là tiền hết. Right? Everything is gradual when you think about it. Okay, then why is there sudden? Tại sao gọi là có đốn? Yeah. Bác thầy, con nghĩ đốn là để chỉ cho lý. Ví dụ như thầy giảng thì hiểu ngay đó là cái lý. Nhưng mà muốn mà đạt cái lý đó thì phải dùng những tiền, tức là phải dùng những cái công phu từ từ. One way to explain certain is that the reason you certainly understand right now is because you understood before. In prior lifetimes. Kiếp trước đã từng tu rồi. Kiếp trước quý vị đã đi từng bước rồi. Let me explain one way to explain gradual and certain for you. Kiếp trước. Before, in prior lifetime, you were taking steps already. We were making progress. Quý vị đang đi, quý đang tu, đang tiến bộ tới một trình độ nào đó rồi. Sau đó, chết, then you die. Ngoài bác sĩ có gì mà, cái gì đáng cười không? Okay. You made this far, you made it this far already. And then you ran out of time. Cuộc mạng còn mạng sống con người mình nó cuộc lắm,
Thành tới đó rồi, mình hết giờ rồi. Kiếp sau thì mình gặp lại cái pháp này, hiểu đó. Cái đốn là cũng như mình nhớ lại, à, mình hiểu cái này. Cái đó nhiều hiểu được tại mình đã từng hiểu rồi. Không phải là đốn. So, before you made it that far, but you ran out of time, and so you die. And the second time around, subsequent times, you encounter the Dharma, and all of a sudden you leap to that same point because you were there before. That's called sudden. Thành ở tôi mới nói là không thể nào có đốn mà không được điểm được. That's why it is said there's no sudden without gradual. The sudden here actually is a result of gradual cultivation beforehand. Là cái đốn ngày hôm nay có là tại vì mình đã từng tu thiền rồi, từ từ rồi. Case in point, so the bottom line, thành chung quy nói gì? When you cultivate, nothing is lost. Nói cách khác, khi quý vị tu đó, không có cái gì nó phí hết, phung phí. Không bao giờ phung phí khi tu hành. When you cultivate, you will not waste. Không bao giờ. Whereas if you don't cultivate, and ngược lại cái không tu, let's say you spend time instead of reciting Buddhist and chanting and niệm Phật, you spend time working hard, make a lot of money. Quý vị thay vì niệm Phật, quý vị bỏ thì giờ ra làm việc, làm rất nhiều tiền. When you die, you cannot take the money with you. Khi quý vị chết, cái tiền của quý vị đem theo. Ngược lại, khi quý vị tu, những cái trình độ mà quý vị đạt tới, nó sẽ có nó đời đời. Không có gì. Một ngày nào đó, quý vị sẽ đổ. So, if you hope that you reach a certain level of attainment, it's always there for you. That's when you reach certain attainment. How should you happen if you don't believe? Okay? So that's how I explain gradual and certain. Okay? So, so that's the thing about cultivation. It may not seem to make a lot of sense to a lot of people because they have more important things to worry about, more important things to pursue. And now, khi tu hành thì đối với nhiều rất nhiều người nó không quan trọng nữa, tại vì có tin là có những chuyện quan trọng hơn là phải lo. All you have to remember, chỉ cần nhớ rằng thì giờ cái gì đầu tư vào cái chuyện tu hành đó, không có hành nó phí hết. Whatever you put invest in the cultivation, when you come to cultivate for 5 minutes, you bỏ 5 phút thôi, just to let's say recite the Buddha name, khi mình bỏ 5 phút niệm Phật thôi, thế nào? Okay, thì cái 5 phút đó là nó tạo những phước báo mà cái gì có thể có xong, có thể dùng xong này. Trong những cái đời tương lai, you spend 5 minutes, you recite the Buddha's name a day, okay? You create blessings for yourself you can use in future lifetimes. You spend 5 minutes making money, you can only use this lifetime. Khi mình bỏ 5 phút làm ra tiền thì có thể xài trong kiếp này thôi. Kiếp này xài lấy ra cái gì? Okay? Ngược lại cái 5 phút quý vị bỏ ra để mà tu, để mà niệm Phật, để mà làm cái công việc tu hành thì nó sẽ có ra cho quý vị rất nhiều kiếp sau. Then you, so that stays with you. That 5 minutes of cultivation, your present cultivation stays with you, lifetime to lifetime. You won't lose it unless you use it. Okay, take it with you upon your death. Cái tu hành đó, cái phước báo của người tạo đó, luôn đi cái gì? Yeah. Worse than that, because if you like say earn a lot of money and you're also
depleting your blessings, which you won't have access to again in the future. No, that's not scaring people away. But you can also make the argument that they make a lot of money, so they withdraw from the savings. Okay, but smart people like Warren Buffett or Bill Gates, they make a lot of money and they invest that. They plow it back into charity work, they plow it back into lofty pursuits, then they're coming out ahead. So you can't generalize on that. Okay. All right, 2 more minutes because we need to end so that we can wrap it up and we'll watch the TV. Then we take my iPhone and we take it. And đi qua TV is a very important thing to do. Có chuyện rất quan trọng mà đi qua TV. Now we need to go see the TV, watch TV now. We have 2 celebrities. Có hai cái gì là nhân vật của TV. Okay? So let's wrap it up. Hà Thông đừng lại đây nha. And always continue next year or you know, next time. Sau mình sẽ nói chuyện tiếp. Okay? Thank you all. And thank you for coming to our Phổ Trì. And tôi xin cảm ơn quý vị đã tới tham dự cái phần thực hiện từ người này. Okay. Now we do the transference to help others obtain rebirth. Help our dharma, our practices to help others improve their lives a little bit. Cái công việc tu hành chúng tôi là mục tiêu là cuối cùng là khi tu hành xong rồi là giúp đỡ những người khác để cho cuộc đời họ lên hơn một tí. Okay, đó là ý nghĩa của cái việc làm 15 phút thôi. That's the meaning of the next 15 minutes of thầy cô, thầy cô. Thế những chương trình gọi đến chuyện như là bao nhiêu tiền thật chứ? Tonight we begin a chai chi at 9 o'clock. 9 giờ tối, tối nay mình bắt đầu.